cái xe này thì đi qua cầu này rất là khó khăn luôn cô chú anh chị. Chạy qua được không? Trời ơi, nguy hiểm vậy. Này mà lọt xuống một cái là nguy hiểm mà nghe. Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Thiện đang đứng ở cây cầu Kinh Ba Tợ ở thị trấn Dòng Riềng. Hôm nay Thiện đến đây quay phim để khảo sát vị trí cây cầu đã xuống cấp, rồi để quay phim vận động kêu gọi các cô chú anh chị nhà hảo tâm ủng hộ đóng góp xây dựng cây cầu Kinh Ba Tợ nha. Hiện trạng cây cầu nó đã xuống cấp rồi, đan là kia nó mục nó gãy hết trơn rồi. Dạ con chào cô. Đi dạt còn có nhiều nữa. Dạ. Hiện tại buổi sáng sớm Thiện đến đây quay phim lúc mà mấy đứa nhỏ cũng đang đi học. Trên cây cầu này rất là nguy hiểm nha. Cây cầu nó cao, nguy hiểm. Trời ơi, năm đứa đi học hả con? Tụi con học lớp mấy? Ở trường nào? Vậy hả? Rồi thì còn đi một đoạn nữa mới tới hả? Dạ. Rồi ngày nào cũng đi qua cái cầu này hay sao? Dạ. Học lớp 1 mấy? Lớp 1. Lớp 1 hả? Rồi mỗi lần đi qua cái cầu này khó không con? Khó. Khó hả? Vậy là tụi con đi cái đường này rồi qua cái cầu bên sông rồi mới tới trường hả? Dạ. Rồi vậy tụi con đi học đi. Thấy cưng không? Thường Thiện đi quay cầu á, hay đi quay buổi sáng sớm á, để thấy được mấy đứa nhỏ nó đi học buổi sáng rồi bà con lại đi làm á. Ở đây nè, người ta chạy xe rất là khó khăn luôn, nguy hiểm. Ngày hôm nay Thiện cũng có nhờ chính quyền địa phương mời một số bà con đến đây để mình quay phim để hỏi thăm bà con về cái việc khó khăn của cây cầu này, đi qua lại rất là vất vả. Cầu này được xây dựng cũng lâu rồi nhưng mà đã xuống cấp, thành ra cái việc mà đi qua lại của bà con nó nguy hiểm lắm. Đi bộ không nói gì nhưng mà đi xe dễ té lắm. Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến với khu phố Vĩnh Hòa, thị trấn Dòng Ghiền, huyện Dòng Ghiền để quay phim khảo sát và vận động kêu gọi bắt cây cầu Kinh Ba Tợ. Thì kế bên Thiện đây cũng có bà con nhân dân đại diện mấy hộ trên cái tuyến đường này, cũng như là chính quyền địa phương cũng đại diện để cho biết về cái hiện trạng của cây cầu cũng như là bà con đi qua lại nó nguy hiểm như thế nào, cũng nhiều người bị té đó. Thì xin được hỏi thăm bà con nơi đây cũng như chính quyền địa phương để hiểu hơn về cây cầu mình đã được xây dựng cách đây bao nhiêu năm, cũng như là hàng ngày bà con việc đi qua lại nó như thế nào, nó khó khăn như thế nào. Thiện xin được hỏi cô bác đây để cô chú anh chị nhà hảo tâm hiểu rõ hơn. Con chào chú cho biết tên của chú đi chú. Chú trên Trương Bé Năm. Dạ, chú sống ở gần cái cầu này không? Gần cây cầu, tới bên luôn. Chú cho con biết cây cầu mình là được xây dựng bao nhiêu năm rồi chú? Cỡ 30 năm rồi đó. Bây giờ cái cầu này từ thiện bác hay nhà nước bác? Hồi trước là từ thiện bác. Rồi dạ. Bây giờ nó xuống cấp quá rồi cháu rồi. Dạ. Rồi chú cho biết coi hàng ngày là
cái việc đi lại của người dân, học sinh rồi xe cộ đi qua lại đông không chú? Cũng đông mà mà khó chạy lắm rồi. Khó chạy khó chạy, có người té nữa. Vậy hả? Có người té qua, té gãy cái trụ đá của chú nữa. Gì đó hả? Là sao bị té vậy chú? Bị lên lên dốc không nổi, với cái cầu nó xuống cấp quá. Nó rồi cao nó, quá hả? Rồi nó tụt xuống. Dạ. Có ai mà té mà nguy hiểm không? Cũng có chạy cái bà Sườn nè. Dạ. Có chậu cái té một người. Dạ. Rồi trước cái hang là nó phóng té xuống mà không sao hết trơn. Dạ. Văng chiếc xe luôn. Văng chiếc xe cũng xong luôn. Xong luôn. Dạ. Là do cái cầu mình lâu ngày quá rồi nó mục rồi nó gãy. Trước giờ có lan can không chú? Trước cái giờ hồi trước nó có con lươn. Dạ. Có con lươn rồi cái giờ nó mục quá rồi con lươn nó gãy luôn à. Dạ. Nó đan nó sụp xịt. Dạ. Nó không có ổn định. Nó như ở đây thì có lộ 3 mét rồi nhưng mà cầu thì chưa có. Đúng rồi. Dạ. Thì chú thấy trên cái tuyến đường này bà con nhân dân đi lại đông không chú? Cũng đông con. Dạ, đông. Lớp học sinh đi. Dạ. Rồi lớp người ta bán vé số. Dạ. Rồi đi bán đồ. Dạ. Rồi có khó khăn quá. Khó khăn. Chú cũng yêu cầu cấp trên. Dạ. Đi sửa chữa cái cầu lại cho bà con người ta đi. Dạ. Nếu mà được thì cắt mới lại cho bà con đi, thì đại diện bà con nhân dân này chắc mừng lắm ha chú ha. Mừng lắm, có bằng gì được cây cầu mới. Dạ. Như vậy là nãy giờ chú đại diện cho người dân đây nói là cây cầu mình là đã hơn 30 năm rồi. Cũng được từ thiện bắt trước đây nhưng mà do là nhiều năm sử dụng quá. Bây giờ thiện thấy là cây cầu nó... con lươn cũng không còn mà cái đan nó cũng gãy cũng mục hết trơn, thì cái cầu cao quá cái dốc nó bị chúi xuống á, sau nhiều năm cái dốc nó bị lún nó chúi xuống thì nhiều người đã bị té. Rồi con chào chú, đại diện cho bà con đây, chú cho biết tên đây chú. Xích ra đây. Tôi ông bé, ông bé. Dạ, chú ở gần đây không? Gần. Dạ. Thấy cây cầu này là quá tệ rồi. Vậy hả? Đi là đi ruộng ngang tới đó rồi đậu xe nó đi đậu ra ruộng chứ không dám chạy ngang nữa. Vậy đó hả? Khó chạy quá hả bác? Thì giờ cái nhà trời chờ với chính quyền ấy coi giúp đỡ được cây cầu cho đi qua lại cho mấy nhỏ học dễ dàng. Dạ. Mùa sắp tới rồi chú. Dạ. Mà đường này học sinh đi học đông không chú? Đông. Dạ. Thay cũng bức xúc quá ha. Thấy nó đé có khi trình nhẹt rồi mất gì thay đồ đạc lại cái cho nghiệp. Dạ. Rồi kế bên thiện đây cũng có đại diện chính quyền địa phương cho biết rõ hơn về hiện trạng của cây cầu cũng như là người dân ở đây sinh sống khoảng bao nhiêu hộ, thì chú cho biết tên của chú đây chú. Đại diện ở đây là mình trưởng ấp hả gì? Tôi Phan Tấn Đức là trưởng khu phố. Dạ, trưởng khu phố. Trưởng khu phố Vĩnh Hòa. Dạ. Thì nói chung trên cái tiếng này là người dân ở đây là 4 tổ tự quản. Dạ. Trên tiếng. Khoảng bao nhiêu hộ dân? Khoảng 120 hộ dân. Trên cái tiếng này không á? Trên tiếng này 120 hộ dân. Thì nói chung là cái cầu là trước đây cũng nhờ cái nhà từ thiện ở ngoài gạch sỏi. Dạ. Đó nên là cũng bắt kênh này là trên 30 năm rồi. Dạ. Hiện nay nó cũng xuống cấp rất nghiêm trọng. Dạ. Cho nên hôm nay nếu mà được nhà từ thiện mà lại hỗ trợ và bắt được cây cầu mới cho nhân dân cái này á. Dạ. Thì nói chung là nhân dân đây rất mừng. Dạ. Vì ở đây cái tuyến đường này đó là học sinh rồi người ta đi qua lại đi thường mua bán rồi cũng rất nhiều. Cho nên... Nhưng mà mình đây kẹt cái là dướng cái cầu này mà giờ xe bốn bánh đâu đi được hả chứ? Đâu rồi, không đi được. Dạ. Chưa. Ở đây trên tuyến này. Dạ. Rồi cái việc mua bán trao đổi hàng hóa của bà con cũng khó khăn. Cũng khó khăn đó. Dạ. Rồi hồi nãy con cũng có quay phim á, thấy mấy đứa học sinh đi học buổi sáng, rồi thêm cái chú mà bán vé chai mà thấy di chuyển thấy vất vả quá, không chạy được mà chỉ bò qua thôi. Rồi đúng rồi. Dạ. Tại vì nó lâu ngày rồi thử cái dốc của nó quá lúng. Dạ. Nó thành ra là coi như khó lên xuống. Dạ. Rồi có khi giống như chỗ anh Năm nói hồi nãy đó là bên kia cũng có người là té rồi chạy qua sườn luôn. Vậy đó. Rồi gãy cái coi cho chỗ đá luôn đó. Dạ. Cho nên tôi bây giờ cũng mong rằng là nhà từ thiện có hỗ trợ sớm giúp người dân ở đây đi lại cho dễ dàng. Dạ. Nếu mà được cô bác anh chị nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ thì chú đại diện cho chính quyền địa phương đó vận động bà con là phụ tiếp tụi con ngày công là được không chú? Được cái đó thì chắc được. Dạ. Cái đó hứa để mình đổ bê tông rồi làm cho cây cầu nó nhanh. Dạ. Thì thiền cũng vừa hỏi thăm chính quyền địa phương khu phố Vĩnh Hòa thị trấn Dòng Ghiền
chú ở đây cho biết là cây cầu này cũng được hội từ thiện ở Gạch Sỏi Bắc mà cách đây cũng hơn 30 năm. Hiện tại giờ đã xuống cấp và bà con nơi đây cũng như chính quyền địa phương cũng mong muốn cô chú anh chị nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ để bắt được cây cầu mới cho bà con đi lại dễ dàng hơn. Nếu mà được thì chú thấy bắt cây cầu này bề ngang cỡ mấy mét thì phù hợp đấy chứ? Nếu mà mặt lộ ngang bằng cái mặt lộ là cũng tốt rồi. Là 3 mét. Ba mét. Dạ. Thì thông thường cầu có 2,5 tấn cho đi thì 3 mét là tốt. Dạ. Thì cây cầu 2,5 mét là hẹp đúng không ạ? Dạ. Cây cầu này trước đây thì bắt để cho xe hai bánh với lại người ta đi bộ thì nó phù hợp, nhưng mà giờ xã hội phát triển thì cũng cần là cây cầu bự hơn. Cũng hy vọng là cô chú anh chị nhà hảo tâm ủng hộ đóng góp để thiện có kinh phí xây dựng cái cầu này 3 mét để cho học sinh bà con đi lại được dễ dàng hơn. Thì sau đây thiện sẽ quay phim cây cầu của mình cũng như hiện trạng của nó đã xuống cấp rồi chèn mấy cây tre rồi để đi. Bây giờ mình đi qua cây cầu này ha chú ha. Chú đi qua chú. Cái dốc bây giờ đây là nó không còn nữa, nó lúng hết trơn. Dạ. Ở đây mấy cái phần này là bị gớt đan ra hay sao mà chèn cây vô chú? Bị bể đan rồi không kịp rồi con chứ bắt lấy cây rồi cho đi qua lại nó dễ dàng. Nhà cô gần đây không? Vậy hả? Đi qua lại khó khăn không cô? Khó, rồi tôi té hồi đó nhà tôi nó chết rồi đó. Là té cái cầu này luôn hả? Cầu này nè. Dạ. Nó vượt qua cái hàng rào bên đó. Dạ. Mà cầu này thêm không có lan can gì hết trơn đó cô chú anh chị. Đó. Cái dốc nó cao lắm. Ở giữa giờ người ta sợ gớt đan á, bây giờ là phải chèn cái tre vô đây nè. Chèn cái tre vô giữa này để nó không có bị gớt. Ở trên này cái phần đan nó chỉ là gác tạm thôi, nó phập phình như nè. Nó nhiều lần hư gãy rồi người ta thay cái đan khác vô mà nó không có đảm bảo được cái an toàn á. Nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như mình đi mà lỡ trượt chân bên này là té xuống dưới sông này á, cây ở dưới đâm chết luôn. Quá trời. Hai bên dốc bên nào cũng khó chạy hết. Gãy cái trụ đá nào đâu chú? Đây, cái này đó hả? Gãy trụ đá đó, con quay trụ đá này nè. Gãy đây chú chuyền lại nè. Dạ. Cái xe mà đâm như cái trụ đá này gãy cái trụ đá luôn. Giờ xiềng lại. Xiềng lại. Dạ. Cái hai cái dốc này khó chạy quá chú. Chạy con ơi, bây giờ nó lên đây nè. Dạ. Lên đây rồi bắt đầu tụt xuống. Dạ. Tụt xuống thì nó ngã ngang, ngã vô đây. Dạ. Cái này nè. Dạ. Rồi nếu mà làm cái cầu này rồi nó bị dính hàng rào rồi sao đây? Chú cho nó quẹo cái đầu nó quẹo qua chút. Vậy hả? Quẹo qua đây chút. 7 tấc rồi. Là tính từ mấy này qua đây hả? Từ mấy này qua đây. Từ mấy này á, dạ. Giờ hôm rồi làm lộ đây tôi cũng định rồi. Cái dốc này nó phải né qua đây là nó ngay đây ngay gần này nè. Có nghĩa là phải theo con lộ luôn ha. Phải theo lộ. Dạ dạ. Dạ dạ. Cậu Tư đứng qua bên đây nữa. Dạ dạ dạ. Coi như là cái mí cầu của mình là bắt từ mí này qua bên đây. Dạ. Dạ. Hồi nãy giờ thiện quay từ bên dốc bển qua tới hôm nay mà thấy hai cái dốc cầu á, cái dốc nào cũng khó chạy hết trơn á, là do nhiều năm á cái dốc nó càng ngày càng lún xuống mà cái phần đan rồi cầu nó xuống cấp rồi nó mục hết trơn rồi, bà con khó đi lắm. Thiện sẽ quay kỹ hơn, chi tiết hơn để gửi đến cô chú anh chị xem. Chú nói là 120 hộ là trên cái tiếng này. Dạ. Dạ, là chạy thẳng suốt luôn ha. Dạ. Dạ. Dạ, tính là đông đó chứ không dạ. Ít đâu. Rồi xã khác, địa phương khác đi qua nữa. Dân người ta đi mua bán nữa. Dạ. Xa người ta chạy. Dạ. Mua bán mà rau cải rồi. Dạ, dạ. Rất là hy vọng là trên video ngày hôm nay thiện quay phim đó cô chú anh chị xem được mà giúp đỡ cho địa phương nơi đây, khu phố Vĩnh Hòa, thị trấn Dòng Ghiền bắt được cây cầu này nữa là liền tiếng luôn rồi. Cây cầu này nữa là liền tiếng này luôn hả chú? Ở dưới Long Thành nó đã có rồi. Dạ, xe dạ. Nó lên tới đây rồi. Xe bây giờ lên tới chỗ này rồi. Mới đổ cát đây rồi. Nhưng mà bị vướng cây cầu này. Đâu, dạ. Nếu mà có được cây cầu này nó là liền tiếng luôn. Liền tiếng. Dạ.
Rồi ở phía sau này bà con có trồng gãy hay là trồng gì mà bán trên xe là được không chú? Có chứ, ở đằng sau này là trồng dưa hấu và dưa hoàng kim. À, là cũng mé tay này, cũng dạ. Mé tay này. Dạ. Ừ. Vậy là nếu mà có cái cầu này là người ta bán bằng xe được luôn. Là xe vô tới đây ta đẩy xe rồi ta lòi ra cái là xe đưa xe là dạ, dạ. Qua chuyển đi thôi. Dạ. Ừ. Thiện thấy mấy chú chia sẻ rất là mong cô chú anh chị giúp đỡ bắt được cây cầu này, thì thật sự người dân đây mừng lắm. Đại diện hôm nay chỉ có mấy người thôi nhưng mà trên tuyến này tới 120 hộ dân sinh sống lận. Ở đây Thiện quay kỹ hơn cây cầu của mình đó, giờ đan nó đã bị lủng rồi nha. Đó, đan giờ nó lủng vậy nè, sau nhiều năm nó mục đó. Rồi dưới đây nãy Thiện cũng thấy là đây nó mục hết trơn nè, lồi sắt cả hết trơn luôn. Nó chỉ có miếng đan gác lên vậy thôi chứ không có gì đặc biệt hết, không có kết dính được. Cô nãy đi qua cô nói cô cũng bị té nữa đó, do cái cầu nó yếu rồi không có lan can tay vịn gì hết. À, mấy cây tre này đã chen vô đây đừng cho nó chạy cái đan này, cô chú nhìn này dở lên được hết trơn luôn. À, rất là nguy hiểm nha, mình đứng ở trên cao nhìn xuống đó, cây cầu này mà lỡ người ta té đó là gớt xuống đây luôn, gớt xuống đây là cây cối dưới nó đâm lại là chết người luôn. Đây phập phình rất là nguy hiểm luôn đó. Nếu mà bắt được cây cầu này á là nó sẽ nối liền với con lộ 3 mét đằng kia luôn đó, như vậy thì xe cộ chạy dễ dàng. Ôi dốc này nguy hiểm quá trời luôn nè đó, cũng có nhiều người đã từng té xuống đây do là cái cầu mình nó bị sập bị gãy, nó yếu quá. Đây nè, mấy cái này dở lên được hết trơn nè cô chú anh chị, nó không có gì là chắc chắn đó, nó tạm thôi. Ở đây là con lộ 3 mét đó, nếu mà bắt cầu này xong mà nối liền với con lộ này luôn nè là liền cái tiếng này luôn đó. Ngày hôm nay Thiện quay phim rất là kỹ từng chi tiết để gửi đến cô chú anh chị các bạn xem đó, để thấy được cái vị trí của cây cầu mình cần là bắt lại đó. Ở bên sông đối diện thì nó đã có cái con lộ nhựa rồi, mà bên này thì nào giờ chưa có lộ, nay có lộ mà chưa có cầu. Đây, xuống cấp nhiều lần người ta nâng nó lên nè, nó bị sập đó. Nhiều lần nâng nó lên nhưng mà nó càng ngày nó càng sập luôn rồi. Rồi Thiện hôm nay chia sẻ video này để vận động cô chú anh chị bắt cây cầu kinh ba tợ nha. Cầu kinh ba tợ. Đó, bên kia cũng có con lộ 3 mét rồi đó. Cầu này người ta đi xe rất là khó, chủ yếu là đi dẫn qua thôi chứ không dám đi xe luôn. Ở đây có cái lộ 3 mét rồi, nếu mà được cây cầu này nối liền luôn. Ở video của Thiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú bác anh chị đã theo dõi video của Thiện ngày hôm nay nha.